Mời các bạn nghe chuyện đại quản gia là ma hoàng chấp 939, 940, 941. Phảng phất nhìn ra tâm tư của hắn, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi cười nhạo một tiếng, sâu kín nói, Ngọc Lâm công tử, cổ nhất phàm kia không phải là để ngươi truyền lời cho nhi tử của hắn sao, ngươi có thể truyền câu ám hiệu kia trước. Có lẽ đó là nơi tình cảm hai cha con bọn họ gắn kết, nên mới có thể làm ra ám hiệu để lưu giữ, nói không chừng là có thể đem đứa nhỏ này đánh thức thì sao, ngươi có thể thử xem, ha ha thân thể không khỏi chấn động thượng quan ngọc lâm nhất thời sắc mặt nghiêm túc tựa hồ lại có hy vọng liền hung hăng gật gật đầu được rồi cứ làm như vậy lấy ngựa chết làm ngựa sống đi kết quả là hắn một lần nữa nằm sấp bên cạnh mép giường tiểu tam tử hạ thấp giọng nhẹ nhàng lên tiếng tiểu tam tử cha ngươi bảo ta mang cho ngươi một câu ước định lúc trước ngươi còn nhớ rõ đi nếu là lúc ngươi nguy nan ta nhất định sẽ ra tay cứu giúp quân tử hiệp định dẫu chết không quên gì đây là lời mà lão tử nói với nhi tử sao, sao lại có loại cảm giác như ngang hàng luận giao. Không khỏi ngần ra, thượng quan phi vân vẻ mặt nghi hoặc nói. Lông mày khẽ run, bách lý kinh vĩ cũng khó hiểu, chỉ là trong lòng hiện lên hồ nghi. Thế nhưng, đúng lúc này, một giọng nói rất nhỏ lại vang lên, quân tử hiệp định, tuyệt đối không quên. Ha ha ha. Không khỏi ngần ra, tất cả mọi người hướng nơi thanh âm truyền đến nhìn lại, đã thấy không biết từ khi nào mí mắt suy yếu của cổ tam thông đã chậm rãi mở ra, đôi môi khô quát cũng bỗng dưng lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt, nhạt, phát ra tiếng nỉ non rất nhỏ. Bà nội nó thật đúng là có thể tỉnh lại a, à, nói đi. Ám hiệu là gì? Không khỏi cả kinh, thượng quan phi vân kêu to thành tiếng, cũng có chút kỳ dị nhìn về nơi đó một cái. Bách lý kinh vĩ không khỏi bật cười lắc đầu, hai phụ tử này thật đúng là không bình thường a. À. Ta đã từng nghe qua chuyện có một số phụ tử ở chung ngang hàng luận giao không để ý đến cương thường, bọn họ đại khái chính là loại này đi, tốt một quân tử hiệp định, ha ha. Những người còn lại nghe được, cũng khẽ gật đầu, bất quá thượng quan Ngọc Lâm cũng mặc kệ cách chung sống kỳ quái của cha con cổ gia. Hắn chỉ thầm nghĩ mau chóng thúc đẩy giao dịch song phương này, cứu được tính mạng của mình rồi nói sau. Kết quả là, thượng quan Ngọc Lâm vô cùng vui vẻ, vội vàng nói, tiểu tử, con mẹ nó, ngươi rốt cục cũng tỉnh, mau nói cho lão tử biết, câu kế tiếp của ám hiệu này là cái gì ta phải nhanh chóng đưa đến chỗ cha ngươi à. Ma môn bại hoại, tiểu ra dựa vào cái gì mà phải nói cho ngươi biết nha. Nhẹ nhàng liếc hắn một cái, trên khuôn mặt như thiên sứ của cổ tam thông nhất thời lộ ra một tia tươi cười tả ác. Tuy rằng sắc mặt của hắn vẫn tái nhợt như trước, nhưng nụ cười kia lại tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Nhất thời làm cho tâm linh nhỏ bé của thượng quan Ngọc Lâm bị một vạn điểm bạo kích làm cho thương tổn. Con bà nó, ngay cả tiểu quỷ cổ ra này cũng khinh bỉ lão tử, còn có thiên lý sao? hai hàm răng nghiến đến kêu lên ken két thượng quan ngọc lâm không khỏi siết chặt nắm đấm trợn mắt mắng to tiểu thỏ tử chết tiệt tốt nhất là ngươi nên thành thật một chút cho lão tử nói ra nửa câu ám hiệu còn lại cha ngươi mới có thể lấy kiếm đổi lấy cái mạng nhỏ của ngươi như vậy ngươi tốt ta tốt tất cả mọi người đều tốt nếu không lão tử không thống khoái phụ tử các ngươi cũng đừng mong con mẹ nó thống khoái ừ ma môn bại hoại tiểu ra dựa vào cái gì mà nói cho ngươi biết nha khinh thường bĩu môi cổ tam thông lúc này trợn trắng mắt quay người đi không thèm nhìn hắn ê bất giác hít sâu một hơi thượng quan ngọc lâm tức giận đến mũi sắp lệch sang một bên hét lớn tiểu tử thúi vừa rồi lão tử đã nói rõ ràng chuyện này là có lợi với ngươi nếu ngươi tiếp tục ở lại chỗ này sớm muộn gì cũng chết chỉ có cha ngươi dùng kiếm đổi ngươi trở về ngươi mới có thể sống sót nói đi ám hiệu tiếp theo rốt cuộc là cái gì ma môn bại hoại Tiểu ra dựa vào cái gì mà nói cho ngươi biết nha. Em gái ngươi a, à, hùng hai tử ngươi sao lại nghe không hiểu lời người ta chứ? Thượng quan Ngọc Lâm sắp bị bức tới phát điên, ôm lấy đầu, nhất thời có một loại cảm giác muốn hỏng mất, hai chân lại mềm nhũn, quy gối bên giường cổ tam thông. Câu khẩn nói, tiểu tử kia, ta là giúp cha ngươi đến cứu ngươi, vừa rồi ám hiệu cũng đúng, ta là người một nhà, có thể đừng đối xử với ta như vậy được không? Ngươi đem nửa câu ám hiệu nói ra, mọi người đều vui mừng không tốt sao? lặng lặng cân nhắc một chút, cổ tam thông lại nhìn hắn thật sâu, cũng bất giác nhất thời lộ ra một bộ nụ cười tà dị, sau đó khẽ mở miệng nhỏ. Ma môn bại hoại, tiểu ra dựa vào cái gì mà nói cho ngươi biết nha. Khóe miệng nhịn không được co rút, thượng quan Ngọc Lâm nhất thời không còn gì để nói, thân thể run lên. Bên miệng chảy ra máu tươi đỏ thẫm đúng là bị cổ tam thông liên tiếp công kích tinh thần làm cho tức đến học máu. Ách, Ngọc Lâm công tử, xin quấy giày một chút. Lặng lặng ở bên cạnh nhìn, sau khi trầm ngâm một chút, bách lý kinh vĩ lại đột nhiên mở miệng nói nửa câu sau của ám hiệu này có phải là ma môn bại hoại tiểu gia dựa vào cái gì mà nói cho người biết nha đồng tử nhị không được đột nhiên máy động thượng quan ngọc lâm nghe được lời này nhất thời vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi sau đó nhìn về phía cổ tam thông đã thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo kia tràn đầy vẻ cười nhạo thậm chí cho dù gương mặt của tên tiểu quỷ này tái nhợt đến đâu giờ phút này cũng lộ ra vẻ vô cùng khinh bỉ Tiểu gia vừa rồi không phải vẫn luôn nói cho ngươi nửa câu tiếp sao? Hừ, đến tột cùng ai là ngươi nghe không hiểu lời người ta nói a à? ngu ngốc. Gia mặt không khỏi hung hăng co rút. Thượng quan Ngọc Lâm ôm vị trí trái tim, lúc này bùng một tiếng té trên mặt đất, đã hoàn toàn không thể nói gì, chỉ có trong lòng không ngừng rơi lệ. Hai cha con này đến tột cùng là cái thứ gì a? À? Đây là muốn đem bổn công tử chơi tới chết sao? Hai cha con cổ nhất phàm này thật đúng là biết chơi a, à? ám hiệu gì mà quái dị như vậy? hoàn toàn không rõ là có ý gì nhìn thân thể thượng quan ngọc lâm không ngừng co giật bộ dáng ngạnh khuất tức giận công tâm thượng quan phi vân không khỏi cười nhạo một tiếng nhìn về phía hai người bên cạnh bất đắc dĩ lắc đầu hơi trầm ngâm một chút bách lý kinh vĩ cũng không hiểu rõ lắm nhưng nghĩ không ra liền không nghĩ nữa lắc lắc đầu khẽ cười lên tiếng kỳ nhân tất có chỗ kỳ lạ có lẽ đây chỉ là vì phòng ngừa người khác tùy tiện suy ra ám hiệu đi ngược lại không cần phải suy nghĩ kỳ ý bất quá tốt xấu gì chúng ta cũng đã biết nửa câu ám hiệu còn lại, có thể tiến hành giao dịch. Thượng quan công tử, ngươi hẳn là có thể trở về phục mệnh đi, lại nói, ngươi không phải đang rất gấp sao. Tiếp theo, Bách Lý Kinh Vĩ nhìn về phía thượng quan Ngọc Lâm vẻ mặt buồn bực, cười nhạt lên tiếng, đã có ý trục xuất. Hiểu được ý tứ của hắn là muốn mình mau chóng thúc đẩy song phương giao dịch, vì thế thượng quan Ngọc Lâm nặng nề đứng dậy, hướng ba người bái lại thật sâu, liền muốn cáo tử, đã như vậy. VEITAI Ha đi hồi thư cho cổ nhất phàm, hiện tại trước cung trúc giao dịch giữa thừa tướng đại nhân cùng tiểu tử kia có thể thuận lợi hoàn thành, viên mãn đoạt lại trùng thiên kiếm. Nhận được cát ngôn của công tử. Khẽ gật gật đầu, Bách Lý Kinh Vĩ vui vẻ cười cười, hai người còn lại nhìn về phía thượng quan Ngọc Lâm cũng hài lòng gật đầu mỉm cười. Tiểu tử này tuy rằng không có giá trị lợi dụng gì, nhưng miệng ngược lại rất ngọt, lời nịnh hót này quả nhiên là không thừa không thiếu. Người được vũ nghe thật là thoải mái a. À có lẽ sau này đem hắn lưu lại làm của riêng, cũng không phải không thể a à. ha ha ha. Song phương khoái trá đạt thành hiệp nghị, sau đó bọn họ liền không nhìn cổ tam thông vẫn đang suy yếu nằm trên giường không thể nhúc nhích một cái, đi thẳng ra ngoài động. Nhìn thân ảnh bốn người dần dần biến mất, khuôn mặt tái nhợt của cổ tam thông bỗng dưng xẹt qua một đạo nụ cười tà dị, sau đó thở dài, lần nữa chậm rãi nhắm mắt lại. Chỉ là trong miệng, lại phát ra mấy tiếng thì thảo không nghe rõ, lão cha muốn tới cứu ta, ha ha ha. Chỉ là không biết, câu ám hiệu kia, hắn nghe hiểu không? Lộp bộp lộp bộp. Trên hành lang tối tăm, Bách Lý Kinh Vĩ cùng hai vị kiếm vương mang theo thượng quan Ngọc Lâm dọc theo đường cũ trở về. Trong lúc đó ba người cái gì cũng không nói, chỉ là sắc mặt bình tĩnh, ôn uyển hữu lễ, cứ như vậy đi cạnh nhau, thật sự coi hắn là khách nhân mà chiêu đãi. Hắn thì cẩn thận đi theo một bên, ở hai bên đều là cao thủ quy nguyên dung hồn trong vương phủ. Khi thế cường hãn làm cho hắn mặc dù biết lúc này không có nguy hiểm gì, nhưng vẫn nhịn không được trong lòng thấp thỏm bất an. Phảng phất chỉ cần ở lại nơi quỷ quái này cho dù là thêm một giây, hắn cũng cảm thấy sinh mệnh của mình không được bảo đảm. Hơn nữa không biết vì sao, loại cảm giác nguy cơ kỳ dị này, theo hắn càng đi ra ngoài, lại càng càng mãnh liệt, thập phần kỳ quái. U, đột nhiên, một trận không gian ba động kỳ dị từ trong cơ thể tàn mát ra, thân thể thượng quan Ngọc Lâm nhịn không được run lên, nhất thời dừng người lại, rốt cuộc đi không nổi nữa. Mà giờ này khác này, Bọn họ mới đi đến đoạn giữa hành lang mà thôi, cách lối ra còn xa. Không khỏi sửng sốt, đám người thượng quan Phi Vân nhìn thấy hắn đột nhiên dừng lại, cũng có chút kỳ quái, nhao nhao quay đầu nhìn về phía hắn, nghi ngờ nói: "Ngươi làm sao vậy? Vì sao không đi tiếp?" Không nói gì, thượng quan Ngọc Lâm cứ đứng thẳng ở nơi đó, giống như hoàn toàn cứng ngắc, không nhúc nhích, nhưng sắc mặt của hắn lại tràn đầy kinh hoàng, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ cùng khó hiểu, miệng muốn liều mạng mở ra khép lại một chút lại phẳng phất như đã thoát khỏi sự khống chế của hắn, có làm như thế nào cũng không mở miệng được. Vẻ hồ nghi trong mắt càng sâu, thượng quan phi vân xoay người, một lần nữa đi tới bên cạnh hắn, do xét tình huống, tiểu tử này đến tột cùng đang đùa giỡn cái gì. Mà thượng quan Ngọc Lâm cũng đang nhìn hắn với vẻ mặt mong mỏi, trong mắt phẳng phất như đang cầu cứu, đang nháy mắt với hắn. Đáng tiếc nơi này quá tối tăm, hắn cũng không nhìn ra, cứ như vậy lơ đãng đi tới bên người hắn. Nhưng mà, hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được chính là đang lúc thượng quan ngọc lâm dùng đôi mắt sợ hãi này nhìn về phía hắn cách đó trăm dặm trong một góc tối ngoài vương phủ còn có một đôi mắt lạnh đồng dạng nương theo đôi mắt kia lẳng lặng chờ hắn tới gần ánh mắt hơi híp lại chắc phàm ở trong bóng tối tựa như một con báo săn đang chờ đợi con mồi hai tay kết động ấn quyết đem toàn bộ thân thể thượng quan ngọc lâm định ở đó chính mình thì lợi dụng tầm mắt của bản mạng huyết anh nhìn thượng quan phi vân từng bước từng bước tiến đến gần thân thể quan ngọc lâm hơn nữa càng ngày càng gần một tia hàn quang trong mắt cũng càng lúc càng lạnh như băng bỗng dưng đợi đến khi thượng quan phi vân đã hoàn toàn đi tới gần thượng quan ngọc lâm đồng tử chắc phàm ngưng tụ ấn quyết trong tay đột nhiên biến đổi trong lòng nhất thời hét lớn ra tiếng hô một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm chợt đột nhiên từ trong cơ thể thượng quan ngọc lâm phát ra nhất thời liền làm cho thân thể thượng quan phi vân không khỏi chậm lại đồng tử hung hăng co rụt trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác nguy hiểm hiếm có nhưng không đợi hắn kịp phản ứng lại là chuyện gì xảy ra dưới một tiếng nổ lớn toàn bộ thân thể thượng quan ngọc lâm đã bạo tạc sóng xung kích mãnh liệt khi cao thủ dung hồn cảnh tự bạo không hề báo trước hung hăng xông về phía đám người ở xung quanh đứng mũi chịu xào chính là thượng quan phi vân cách hắn gần nhất không thể nghi ngờ bất quá thượng quan phi vân nói như thế nào cũng là cao thủ quy nguyên cảnh đỉnh phong là tồn tại số một số hai trong ngũ châu nếu một dung hồn tu giả tự bạo có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của hắn hoặc chấn thương hắn, vậy hắn còn lăn lộn cái giám à? Kết quả là không nói hai lời, ngay trong nháy mắt vụ nổ xảy ra, thân thể thượng quan phi vân đột nhiên chấn động, nguyên lực hộ thể cường đại nhất thời phủ đầy người, làm cho trùng kích mãnh liệt từ vụ nổ căn bản không chạm tới thân thể hắn mảy may. Những hộ vệ còn lại đột nhiên gặp phải chuyện này cũng vội vàng tế xuất nguyên lực hộ thể ngăn cản dư ba trùng kích. Chẳng qua những tu giả quy nguyên cảnh này còn tốt, cơ bản không có gì đáng ngại nhưng những hộ vệ là dung hồn cảnh thì lần này gặp xui xẻo rồi. Trong hành lang hẹp dài này, bọn họ có muốn chạy cũng chạy không thoát, nguyên lực hộ thể của bản thân lại không đủ mạnh. Đột nhiên bị một tu giả có tu vi đồng đẳng tự bạo, nhất thời liền bị nổ tung đến thất điên bát đảo. Thực lực mạnh một chút thì bị chấn thành trọng thương, thực lực yếu hơn thì trực tiếp bị chấn bỏ mình. Chỉ là trong nháy mắt, trong hành lang vốn có 50 tên hộ vệ thay phiên nhau làm nhiệm vụ, chỉ trong nháy mắt đã mất đi một phần tư, cái này còn chưa tính đến những người chưa chết nhưng đã mất đi sức chiến đấu. Có thể thấy được, một cao thủ dung hồn cảnh tự bạo, có bao nhiêu khủng bố, ít nhất đối với tu vi đồng đẳng là tuyệt đối không đỡ được. Bằng không, người ta tự bạo chẳng phải cũng không có ý nghĩa sao? Tuy nhiên, đây chỉ là sự khởi đầu, ngay khi tất cả mọi người cho rằng trải qua một vòng tự bạo cũng không có gì đáng ngại, một cỗ lôi viêm màu đen mãnh liệt lại theo dư uy nổ tung kia, nhất thời hướng về phía đám người ở xung quanh điên cuồng vọt tới lại chính là vật thứ ba chắc phàm giấu vào trong cơ thể thượng quan ngọc lâm diệt thế lôi viêm lần này mạng của tất cả mọi người nơi này nhất định sẽ bị gạt sạch cho dù là thượng quan phi vân thân là kiếm vương chi tôn đối với việc này cũng không ngờ tới dù sao thượng quan ngọc lâm tự bạo chỉ là năng lượng nguyên lực của bản thân trùng kích thân là cao thủ quy nguyên vô luận là cấp bậc năng lượng hay là chữ lượng năng lượng đều cao hơn cao thủ dung hồn cảnh 10 lần nhưng lôi viêm màu đen lại bất đồng chính là ngưng tụ năng lượng mạnh nhất trong thiên địa đẳng cấp cực cao, thế sở hiếm thấy. Thật sự là gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật, trừ phi năng lượng hao hết, nếu không, mọi việc đều thuận lợi. Kết quả là, tựa như quỷ chảo từ trong địa ngục đột nhiên vươn ra, lôi viêm màu đen lấy thế xét đánh không kịp bương tai. Nhanh chóng nhào về phía tất cả mọi thứ ở nơi này, bất kể là người hay là vách tường, một khi đụng phải liền dính ở phía trên. Bùng bùng thiêu đốt, trong nháy mắt liền tiêu tán thành hư vô, trong nháy mắt ngay cả cơ hội để hóa thành bụi bạm trần thế cũng không có một ít cao thủ quy nguyên, nguyên lực hộ thể vừa mới dính vào lôi viêm này, còn chưa chống chọi được gì, chưa phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra. Liền nghe một tiếng xé rách, nguyên lực hộ thể nhất thời bị thiêu thủng, sau đó, lôi viêm cường hãn trực tiếp bò lên thân thể của bọn họ. Tiếp theo trong nháy mắt liền đem bọn họ hoàn toàn bao bọc ở trong lôi viêm hải màu đen, trong nháy mắt thôn phệ hầu như không còn. Thậm chí ngay cả một tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp phát ra, bọn họ liền ngay cả thân thể cùng thần hồn đã triệt để bị bao phủ trong hắc viêm khủng bố này, không còn chút gì. Chỉ trong giây lát, hơn 30 bao gồm cả cao thủ quy nguyên, nhất thời biến mất không còn, chết để vẫn diệt. Không chỉ có bọn họ, cho dù là hai vị kiếm vương, đối mặt với tình cảnh như thế, cũng là lúng cuống tay chân. Nhất là thượng quan phi vân ở cách điểm nổ kia gần nhất đã bị hắc viêm phô thiên cái địa kia nút chừng trước tiên. Bốn phía hắn cũng hoàn toàn là một mảnh lôi viêm hải. Nếu không phải công lực của hắn đủ sâu, nguyên lực đủ mạnh, nguyên lực hộ thể mạnh mẽ đem lôi viêm chắn ở bên ngoài cơ thể mà nói, giờ này khắc này, hắn cũng đã sớm thần hồn tận diệt mà chết. Bất quá, mặc dù như thế, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được nguyên lực của mình đang đại lượng tiêu hao nếu không nhanh chóng chạy trốn khỏi nơi này để cho hắc sắc lôi viêm dính thân mà nói hắn cũng chơi xong tư 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 âm thanh loạn hưởng bùng bùng không dứt bên tai sự khủng bố của lôi viêm cho dù là đám người cửu kiếm vương cũng cảm thấy trong lòng run rẩy không dám nhẹ thử mũi nhọn. Không chỉ có thượng quan phi vân nơi này, Bách Lý Kinh Vĩ cùng Đan Thanh Sinh bên kia cũng gặp phải tình trạng khó xử giống như vậy. Bách Lý Kinh Vĩ chỉ là tu giả hóa hư cảnh mà thôi, đối mặt với địa ngục triệu hoán, tự nhiên không có lực phản kháng. May mà có Đan Thanh Sinh ở một bên chiếu cố, dùng nguyên lực cường đại của mình đem hai người vững vàng bảo hộ ở trong, mới tránh khỏi một kiếp. Bất quá, nhìn hắn nhíu mày, còn có vẻ sợ hãi trong mắt, rất hiển nhiên, trong lòng vị trảm long kiếm vương này cũng tràn ngập vẻ kiên kỵ đối với hắc viêm quỷ dị không thể tưởng được cỗ hỏa diễm kỳ dị tiểu gia hỏa kia sáng chế ra lúc trước đã đạt tới trình độ không thể tưởng tượng nổi như thế quả nhiên là càng ngày càng đáng sợ à hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào hắc viêm đang không ngừng chớp động tan sát bừa bãi trong lòng đan thanh sinh một trận kinh hãi khó hiểu hắn còn nhớ rõ tại song lòng hội lúc trước chắc phàm chỉ làm ra một đoàn hắc viêm lớn bằng đầu ngón tay liền ở trước mặt trí tôn hắc diêm làm cho tiểu quái vật diệp lân bị thương trở thành đệ nhất đệ tử tây châu chân chính hiện tại hắc viêm lúc trước chỉ to bằng đầu ngón tay đã biến thành một mảnh đại dương mênh mông thôn phệ hết thảy quả nhiên ngay cả cửu kiếm vương cũng không dám khinh thường a à. thằng nhóc đó mấy năm gần đây thật sự là càng ngày càng đáng sợ hít sâu một hơi tinh quang trong mắt đan thanh sinh dạng dỡ trong lòng một trận tán thưởng nhìn lôi hải đầy trời thượng quan phi vân vội vã nhìn sang đan thanh sinh lớn tiếng hô lên, Đan Huynh, hắc viêm này thật quỷ dị, nguyên lực của chúng ta không cách nào áp chế được nó, mà lại nó còn đang không ngừng ăn mòn hộ cháo nguyên lực của chúng ta. Địa hình nơi này lại chật hẹp, rất bất lợi đối với chúng ta, chúng ta nên đi ra ngoài trước rồi tính sau. Đan Thanh Sinh gật đầu, hét lớn, được. Sau đó hai ngón tay khép lại, chỉ lên trời, âm vang một tiếng, toàn bộ mặt đất bị một kiếm khí ngút trời làm cho nổ tung, ánh sáng mặt trời chói mắt chiếu vào trong động đất tối tăm, hiện ra một địa ngục bốn phía không ngừng lan tràn lôi viêm hủy diệt khủng bố đan thanh sinh nắm lấy vai bách lý kinh vĩ bay về phía không trung rời xa lôi viêm nguyên lực hộ cháo quanh người còn bị lôi viêm dính lấy đang không ngừng ăn mòn đan thanh sinh chấn động thân thể chấn bay nguyên lực hộ cháo những nguyên lực dính lôi viêm kia liền phiêu tán ra không trung năng lượng mất dần tan biến hoàn toàn lại mấy tiếng xé gió vang lên thượng quan phi vân cùng mấy cao thủ quy nguyên cảnh bay lên không trung thoát khỏi lôi hải giống như đan thanh sinh chấn bay nguyên lực hộ cháo mới triệt để thoát ly lôi viêm thở phào một hơi những cao thủ quy nguyên cảnh bọn họ ngày bình thường cao cao tại thượng đúng là bình sinh hiếm khi có cảm giác nhìn thấy mà giật mình cảm thấy mình cách tử vong lại gần như thế thứ này đến cùng là cái gì sao lại đáng sợ như vậy trong hang động lúc đầu có 50 người hộ vệ giờ lại chỉ còn có năm sáu người thoát được điều này càng làm bọn họ lo sợ chỉ vừa nhìn thấy lôi viêm màu đen liền có suy nghĩ không còn dám tới gần mặc cho lôi viêm không ngừng lan tràn ra xung quanh một khu vực lớn trong vương phủ hóa thành hư vô bọn họ lại bất lực chỉ có thể đứng ngây ngốc ở đấy quan sát mà thôi thượng quan phi vân cũng là lần đầu tiên thấy phi vân kiếm vương không lớn tiếng hô quát khi thủ hạ mình bất tài bởi vì hắn cũng bất lực với thứ này nhân lực có khi cạn lúc này hắn rốt cuộc hiểu rõ câu nói này trầm ngâm nửa ngày thượng quan phi vân mới bay đến bên cạnh hai người đan thanh sinh kiên kỵ nói thừa tướng đại nhân Đan huynh, thứ này là cái quái gì, các người biết không? Rõ ràng là hỏa diễm, nguyên lực lại không chấn bay được, cũng không diệt được. Chỉ có để nó tự hao hết năng lượng mới có thể dập tắt. May mà công lực chúng ta thâm hậu, nguyên lực sung túc, nếu không, chỉ cần hắc viêm nhiều thêm nữa, cửu kiếm vương mình cũng phải nên ở ra rắm, thật là đáng sợ. Đan Thanh Sinh cùng Bách Lý Kinh Vĩ liếc nhìn nhau, đều ngưng trọng gật đầu. Đan Thanh Sinh biết ngọn nguồn về ngọn lửa này, nhưng hắn và chắc phàm có giao tình tất nhiên không nói còn bách lý kinh vĩ yêu sầu trong mắt càng thêm nhiều hắc viêm này đến cùng là cái gì thế gian này chỉ sợ ai có thể khắc chế mà lần này chúng ta có thể chạy thoát bởi vì hắc viêm còn chưa quá nhưng uy lực này đã đủ để uy hiếp được tánh mạng cửu kiếm vương hai vị kiếm vương có thể suy nghĩ vừa rồi chúng ta kịp thời dùng nguyên lực hộ cháo ngăn lại hắc viêm nhưng nếu không chú ý để nó dính vào trên thân vậy chúng ta thật xong đời Thượng quan Phi Vân nói, dù dính một chút vào người, chỉ sợ đã đủ để lấy mạng của bỏ ta. Bách Lý Kinh Vĩ nặng nề gật đầu, thứ đáng sợ như thế, cửu kiếm vương dính vào khó thoát chết, lão tổ tông thì sao? Bây giờ thứ này chỉ là một vùng cỡ này mà thôi, nếu còn có càng nhiều thì sao? Đến lúc đó, nói đến đây, Bách Lý Kinh Vĩ không dám nói nữa. Thượng quan Phi Vân đã nghe rõ lo lắng trong lời hắn. Đúng vậy a, à, nếu cái đồ chơi này còn có một mảng lớn, chỉ cần đủ nhiều. Cho dù là lão gia hỏa bất bại kiếm tôn kia, sợ cũng phải chuồn đi vội. Mà quan trọng hơn là thứ nghịch thiên như thế đến từ chỗ nào? Thượng quan phi vân nhíu mày, không hiểu, bách lý kinh vĩ không hiểu, chỉ có vô tận lo lắng. Cuối cùng, bách lý kinh vĩ lạnh lùng nói, tóm lại, thứ này là từ thượng quan ngọc lâm từ bộc phát ra, khẳng định có quan hệ thượng quan gia. Thượng quan phi vân vỗ đùi mắng to, khẳng định là như vậy. Đám hỗn đàn kia, không biết từ nơi nào làm ra thứ nguy hiểm như vậy sau đó để tiểu tử kia giả ý đưa tin chờ tới chỗ phòng bế mới tự bạo rõ ràng là hại chết lão phu nếu lúc đó lão phu khinh địch chủ quan uy lực tự bạo thì không sao cả nhưng nếu ngọn lửa này mà dính vào trên thân lão phu chẳng phải là chết chắc hừ hừ thượng quan phi hùng đáng chết thật ác độc a à. thượng quan phi vân đã nhận định chủ mưu lần tự bạo này nhưng bách lý kinh vĩ vẫn cau mày tự hỏi thượng quan phi hùng một gia chủ đôn hậu như thế lại đi chuyện tàn nhẫn như vậy sao hay là mưu đồ tất cả vẫn là cổ dầm 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 hắn chưa nói xong từ đằng xa chợt truyền đến từng trận bạo hưởng ba người giật mình quay đầu nhìn nơi sân nhỏ sườn đông phi vân vương phủ một luồng khí thế cường đại cuồn cuộn từ nơi đó truyền đến còn thỉnh thoảng hiện ra loại kiếm khí mà hắn không thể quen thuộc hơn được trùng thiên kiếm kình thượng quan phi vân nghiến răng nghiến lợi bách lý thừa tướng ngươi thấy chưa đám người kia chính là có dự mưu hành thích Nơi này để tiểu tử thúi thượng quan Ngọc Lâm kia tự bạo trước mặt Lão Phu, bên kia lập tức có cao thủ đến trợ giúp. Rõ ràng cho dù Lão Phu may mắn không bị nổ chết, bọn họ vẫn phải lấy đầu Lão Phu. Hừ, nhưng mà, muốn Lão Phu chết, nào dễ như vậy. Dứt lời, thượng quan Phi Vân liền đạp chân bay đi. Bọn thuộc hạ nhìn xuống hắc viêm vẫn đang cháy, bọn họ không có cách nào xử lý, còn không bằng đi cùng kiếm vương đại nhân tác chiến. Phi Vân kiếm vương, bách lý kinh vĩ vội vã kêu lên, nhưng thượng quan phi vân đã bị phẫn nộ làm cho chóng váng đầu óc không để ý tới hắn chỉ bay thẳng đi bách lý kinh vĩ trầm ngâm một hồi híp mắt lần nữa nhìn lôi viêm thở dài một hơi sau đó nháy mắt cho đan thanh sinh hai người đành phải đi theo thượng quan phi vân sau khi tất cả mọi người rời đi từ bên trong đám lôi viêm một tàn ảnh huyết hồng trẻ lóe lên xông vào lòng đất rất nhanh đến trong mật thất kia nhìn cổ tam thông suy yếu huyết anh gọi tiểu tam tử cổ tam thông suy yếu mở mắt nở nụ cười vui vẻ, lão cha, ngươi rốt cục đến. Đương nhiên rồi, lão cha đưa ngươi rời khỏi nơi này. Nói rồi, huyết anh lắc mình biến hóa, hóa thành một trường kiếm, bay đến dưới thân cổ tam thông, nhẹ nhàng nâng hắn lên đến, sau đó mang cổ tam thông, ra bay ra ngoài, rất nhanh biến mất. Một nơi khác, thượng quan phi hùng mang ba vị cung phụng cùng người cao thủ quy nguyên cảnh, trắng trợn phá hư, đốt giết phi vân vương phủ. Hộ vệ chạy đến tuy cũng có cao thủ, nhưng ba vị cung phụng liên thủ, có thể so với cửu kiếm vương, không ai có thể ngăn cản. Huống chi, hộ vệ nơi này có hạn, sao có thể là đối thủ của những tinh anh được thượng quan ra tuyển chọn tỉ mỉ. Dầm dầm rầm, từng đạo kiếm khí tung hoành, từng tiếng vang đinh tai nhức óc. Dương cột chạm trổ ầm vang sụp đổ, thượng quan phi hùng đứng giữa không trung, lại chợt thấy mấy trăm tiếng xe gió bước tới nơi này. Liền cao mày nói, đáng chết, những hộ vệ vương phủ đều đang tụ về phía này, không biết tiểu tử bên kia thế nào rồi. Nếu cao thủ vương phủ tề tụ, thượng quan phi vân lại đuổi tới mười người mình không biết còn có thể thuận lợi đập phá hay không đen đuổi lại trọng thương thậm chí hy sinh ai đúng lúc này tiếng giống to phẫn nộ của thượng quan phi vân truyền tới thượng quan phi hùng lão thất phu nhà ngươi dám chơi bom thịt người với lão phu suýt chút nữa lấy mạng lão phu hôm nay lão phu tuyệt sẽ không buông tha cho ngươi nạp mạng đi thượng quan phi hùng giật mình quay đầu nhìn liền thấy thượng quan phi vân đang phẫn nộ gấp rút tới gần sau lưng còn có đan thanh sinh mang bách lý kinh vĩ bay tới hắn liền vui vẻ vẫy tay nói tất cả mọi người rút lui ca cắn câu rồi không cần chơi nữa nói xong cả một đoàn người liền không chút do dự bay đi lúc thượng quan phi vân chạy tới thượng quan phi hùng đã bỏ trốn mất dạng không thấy tăm hơi hắn nổi trận lôi đình chỉ có thể mắng to lão thất phu đáng chết thứ rùa đen rút đầu thấy lão phu bình yên vô sự thì cục đuôi chạy ta nhổ vào mẹ nó đánh không lại lão phu thì chơi quỷ kế, từ lúc nào lão gia hỏa ngươi biến thành xấu xa như vậy. Ngươi muốn ám toán ta, cũng phải tìm tên nào cho ra dáng, tối thiểu quy nguyên cảnh chứ. Ngươi lại đi để một tên tiểu gia hỏa vừa đột phá dung hồn cảnh đi tìm cái chết, ngươi có tính là anh hùng hào hán gì. Đã muốn làm chuyện thất đức, còn không dám bỏ tiền vốn, thứ hèn nhát, phế vật, ngươi không xứng làm gia chủ thượng quan gia. Thượng quan phi vân mắng xong thì vẫn tức giận thở hồng hộc nhưng nếu để cho thượng quan Ngọc Lâm phía dưới cửu tuyền nghe được, nhất định sẽ phiền muộn muốn chết. Lão tử có gây sự với ngươi nào chứ, không phải chỉ là đưa cái tin thôi sao, làm sao lại đần độn u mê bỏ mạng chứ. Hắn cũng không biết là xảy ra chuyện gì, đã bị thứ gì đó thao túng mà tự bạo bỏ mình, còn có lôi viêm thôn phệ thần hồn hắn, ngay cả cơ hội đoạt xá trọng sinh đều không có. Có thể nói hắn là quỷ hồ đồ, hắn quả thật không biết, khi hắn quyết định đưa tin thay chắc phàm, hắn đã nhất định phải trở thành tử sĩ cho chắc phàm, trở thành một bộ phận trong kế hoạch cứu viện của vị ma hoàng đại nhân này. Đan Thanh Sinh cùng Bách Lý Kinh Vĩ xuất hiện bên cạnh hắn. Bách Lý Kinh Vĩ cười nhẹ nói, phi vân kiếm vương, người ta cũng không có ý định ám sát ngươi. Ngươi mắng như vậy sao được? Nhìn thượng quan phi vân như bát phụ chửi bóng chửi gió, lắc đầu, thầm mỹ. Tên này mặc dù là cấp trên, nhưng trung quy là một giới võ phu A, à, quá thô bỉ. Thượng quan phi vân quay đầu nhìn Bách Lý Kinh Vĩ, nghi hoặc nói, thừa tướng đại nhân, ngươi nói cái gì, bọn họ không có ý định ám sát lão phu. Thế tự bạo, lại thêm lần này đánh bất ngờ là thế nào? Trong tay lão phu đã không có trùng thiên kiếm, mục đích lần này của bọn họ còn không phải là cái mạng của lão phu sao. Mà lại tiểu tử kia sớm không tự bạo, muộn không tự bạo, lại tự bạo ngay bên cạnh lão phu. Bách Lý Kinh Vĩ cười lắc đầu, ha ha ha. Phi vân kiếm vương thực lực siêu quần, mọi người Nam Châu đều biết. Nhưng nếu bọn họ thật muốn lấy đầu ngài, nhất định sẽ bố trí kế hoạch càng chi tiết, không cần thiết xúc động xuất thủ như thế. Ngài nhìn ngài bây giờ đi, không phải còn rất êm đẹp sao? Đó là do bản vương cẩn thận, kịp thời ngăn trở Hắc Viêm, nếu không. Hắc Viêm tuy khủng bố, nhưng ngài là kiếm vương, ngũ giác lục thức càng thêm nhạy bén hơn quy nguyên cảnh tầm thường, một tiểu tử dung hồn tự bạo, cho dù là đột nhiên tập kích, lại sao có thể thành công. Huống hồ, cỗ dung động năng lượng lúc tự bạo rất dễ bị phát giác. Trừ phi cùng một đẳng cấp nếu không tự bạo sẽ không dùng vào làm thủ đoạn đánh bất ngờ. Kiếm vương có thể suy nghĩ kỹ lại, thủ đoạn không thể được dùng để làm đánh lén, lại dùng để đánh lén, cái này, xem như ám sát sao. Thượng quan phi vân nhíu mày, trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt, vậy thừa tướng đại nhân có ý là. Bọn họ chỉ là muốn chúng ta tạm thời cho rằng đây là kế hoạch ám sát ngài, chỉ thế thôi. Bách Lý Kinh Vĩ cười nhạt nói. Thượng quan Phi Vân càng thêm nghi hoặc, tạm thời. Đúng vậy, tạm thời. Bách Lý Kinh Vĩ gật đầu, lại chợt cười to lên, nếu kiếm vương muốn làm rõ tất cả, vậy đi xem chỗ mật thất kia đi, ha ha ha. Nói xong, Bách Lý Kinh Vĩ lần nữa bay về, đan thanh sinh vội vàng đuổi theo. Thượng quan Phi Vân trầm ngâm một hồi, rồi cũng đi theo. Lúc đến nơi, lôi viêm đã gần như dập tắt. Chỉ có mấy chỗ lẻ tẻ nơi cửa động vẫn đang thiêu đốt hừng hực. Thượng quan Phi Vân vung tay lên, đánh bay những hòn đá chỗ cửa động, mang theo lôi viêm cùng bay đi, cửa động mới lộ ra, ba người bước vào đi qua thông đạo hẹp dài chỉ là lần này bởi vì tự bạo cùng lôi viêm mà thông đạo đã bị phá hủy còn ngắn hơn một nửa ba người rất nhanh đi tới mật thất thế nhưng trên giường lại không còn cổ tam thông thượng quan phi vân vội vàng xông đến kiểm tra thêm giường đã lạnh nói rõ người đã đi rất lâu hắn liền kinh hãi kêu lên người đâu hẳn là lúc chúng ta đến chỗ đám người thượng quan ra kia được cứu đi rồi bách lý kinh vĩ thản nhiên nói thượng quan phi vân chấn động nhìn bách lý kinh vĩ vẫn rất bình tĩnh mới ngạc nhiên nói thừa tướng đại nhân ngươi biết trước tất cả rồi sao đương nhiên từ bắt đầu ta đã biết bách lý kinh vĩ cười thâm thúy nói đối thủ lần này của chúng ta không phải thượng quan gia mà là cổ nhất phàm thượng quan phi vân kinh hãi là hắn hắn làm sao làm được mà lại chúng ta không phải đáp ứng lấy nhi tử đổi hắn kiếm sao làm sao hắn còn muốn bách lý kinh vĩ xì cười chúng ta đáp ứng nhưng ngươi cảm thấy sau khi chúng ta cầm được trùng thiên kiếm rồi, sẽ thật sự tha cho hai cha con bọn họ sao? Loại giao dịch này, sao mà cổ nhất phàm tin được? Bây giờ trùng thiên kiếm là bảo mệnh phù của hắn, một khi trao đổi thành công, chúng ta sẽ tha cho hắn sao? Phụ thân thần chiếu cảnh, mang hài tử trọng thương, ngươi cảm thấy hắn có thể chạy được đến đâu. Cho nên, hắn nhất định sẽ cần thượng quan gia yểm hộ. Mà nếu không có trùng thiên kiếm, tại sao thượng quan gia phải giúp hắn? Cho nên từ bắt đầu, hắn đã không có ý định giao dịch với chúng ta, chỉ là muốn cướp người mà thôi. Tuy ta không biết hắn vào đây bằng cách nào để rồi cứu đứa bé kia, nhưng lúc Thượng quan Ngọc Lâm yêu cầu nhất định phải gặp đứa nhỏ kia, ta liền biết mục đích của hắn chỉ là vì cứu người. Về sau tất cả mọi thứ, hắn tính tính tường tận. Đầu tiên là Thượng quan Ngọc Lâm tự bạo, hắc viêm tràn ngập toàn bộ cửa động, đến một chiêu dung cây dọa khỉ, nhiễu loạn tâm trí chúng ta. Người lo lắng sẽ tự loạn trận cước, tự động xa vào trong bẫy. Cho nên ta mới nói với Phi Vân Kiếm Vương, ngươi cho rằng thượng quan ra đến ám sát ngươi, loại ý nghĩ này chỉ là tạm thời. Bởi vì một khi ngươi tỉnh táo lại, sẽ phát hiện tiểu tử kia đã biến mất, sẽ biết rõ ràng mục tiêu của bọn họ không phải là ngươi. Thượng quan Phi Vân yên tĩnh suy nghĩ, cuối cùng gật đầu, cũng hiểu rõ ràng. Ngay sau đó, ra chuyện nơi này, thượng quan Phi hùng lập tức đánh bất ngờ vương phủ, hơn nữa còn cách xa như vậy, rõ ràng là điệu hổ ly sơn đồng thời càng thêm xác định câu chuyện ám sát phi vân kiếm vương mặc kệ là tức giận hay là chú ý tới thể diện của mình ngài đều sẽ nén giận xuất thủ rời đi khỏi nơi đây mà có hắc viêm bạo loạn hộ vệ cũng kiên kỵ thứ khủng bố đó thành ra không có chuyện gì để làm cũng sẽ thuận lý thành trương rời đi cùng ngài kể từ đó hắn có thể như vào trốn không người vào đây cứu người mà lúc trước hắn để thượng quan ngọc lâm đưa tin để đưa cho chúng ta một suy nghĩ giao dịch giữa chúng ta với hắn là vào nửa tháng sau trong thời gian này có bất kỳ chuyện gì xảy ra đều không có quan hệ gì với hắn cho nên thượng quan ngọc lâm tự bạo cùng thượng quan ra đánh bất ngờ một cách tự nhiên chúng ta bài trừ hắn ở bên ngoài ha 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 cổ nhất phàm có thể tính toán cả sướng vui đau buồn tính toán tất cả suy nghĩ của chúng ta thật không đơn giản a à. bản tướng ngang dọc năm châu nhiều năm cho tới bây giờ chưa gặp phải đối thủ khó giải quyết như vậy hừ hừ lấy được đầu hắn chắc chắn sẽ làm cho bản tướng có cảm giác thành tựu rất cao thượng quan phi vân ngưng trọng gật đầu sau lưng thậm chí có mồ hôi lạnh ứa ra tiểu tử này xuất thủ nhanh chuẩn hung ác tâm cơ khó lường hiếm thấy trên đời lần này chỉ điều động 10 tên cao thủ thượng quan ra đã cứu được đứa bé kia đi còn toàn thân trở ra may mà hắn không phải người nhà họ thượng quan nếu không cả gia tộc sẽ trở nên vạn phần khó giải quyết đúng vậy a à, mưu sĩ ưu tú như vậy thực lực bản thân không quan trọng chỉ cần có con cờ trong tay sẽ trở nên vạn phần nguy hiểm sự tồn tại của cổ nhất phàm nếu được bốn châu còn lại trọng dụng chắc chắn sẽ mang đến nguy hiểm khó có thể tưởng tượng đối với kiếm tinh đế quốc ta ánh mắt bách lý kinh vĩ hiện đầy sát ý hung tợn nói cho nên lần này nhất định phải trảm thảo trừ căn miễn trừ hậu họa thượng quan phi vân gật đầu đúng vậy người này rất nguy hiểm nhưng thừa tướng phải chăng có nghĩ tới việc chiêu an không có chưa từng có bách lý kinh vĩ lắc đầu đáp vạn phần kiên định ta đã nói bản tướng không thích có người giống như ta Trung Châu có một mình ta chủ trì đại cục là đủ, không cần thêm một cổ nhất phàm. Đan Thanh Sinh ở một bên vẫn giữ im lặng, âm thầm thở dài một hơi trong lòng. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Bách Lý Kinh Vĩ kích động như thế, đại khái là địa vị của mình tránh thức lọt vào sự uy hiếp đi.